điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tài chính ngân hàng 19,1 điểm, kế toán 19,5 điểm, quản trị kinh doanh 20 điểm, kinh tế quốc tế 20,6 điểm, hệ thống thông tin quản lý 20,6 điểm, hệ thống thông tin quản lý 18,6 điểm, ngôn ngữ Anh 20,2 điểm, luật kinh tế 18,9 điểm. Chương trình chất lượng cao, tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh 18 điểm.